có hoa. Nó sống ở vùng nhiệt đới hoặc là cận nhiệt đới. Nó có tên tiếng Anh là Flamboyant. Cây phượng được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới và nó có nguồn gốc từ Madagascar, vì người ta tìm thấy nó trong các cánh rừng ở miền Tây Malagasy. Trong điều kiện hoang dã thì nó là loại cây nguy cấp, nhưng nó lại được con người mang về trồng ở rất là nhiều nơi và nó tồn tại cho đến ngày nay. Ngoài giá trị là cây cảnh thì nó còn có tác dụng như là một loại cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới. Do thông thường, nó chỉ có thể cao tới một tầm cao vừa phải, chỉ tầm 10 đến là 15 mét. Mặc dù đôi khi có một số cây lại cao lên đến 20 mét. Tuy vậy, nó lại có tán lá tỏa rộng và các tán lá dày đặc của nó tạo ra những bóng râm rất là mát. Cây phượng nó là thuộc loại cây to như đã nói ở bên trên và nó có trái dài khoảng 1 mét. Nó có hoa với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay là đỏ hơi cam, dài khoảng 8cm. Còn cánh hoa thứ 5 thì lại một thẳng. Cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh hoa kia, đỏ đẹp giống như hình chim phượng với đuôi dài nên nó còn được gọi là phượng vĩ, tức là đuôi của chim phượng. Còn tại Việt Nam thì sao? Phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng khoảng những năm cuối thế kỷ 19 tại các thành phố lớn như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn. Và cho tới hiện nay thì phượng vĩ đã được trồng rộng rãi từ miền Bắc vào Nam, ở trên các vỉa hè, công viên và thậm chí là cả ở trường học. Thành phố Hải Phòng còn được gọi là thành phố hoa phượng đỏ. Nơi đây, hoa phượng được trồng khắp nơi. Nó có cả một công viên hoa phượng ngay trung tâm thành phố và có cả một cái lễ hội hoa phượng diễn ra vào tháng 5 rất là độc đáo. Phượng vĩ nó còn được cho là biểu tượng gắn liền với tuổi học trò, cho nên nó được trồng rất là rộng rãi ở trong các trường học. Do mùa nở của hoa phượng vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, nó trùng với thời điểm kết thúc năm học, mùa chia tay của nhiều thế hệ học trò. Do vậy, nó gắn liền với nhiều kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò và vì thế người ta gắn cho nó một cái tên là hoa học trò. Cái thời 8X tại Việt Nam và không biết 9X và cho tới hiện nay thì như thế nào chứ thời 8X, học sinh thường sử dụng lá phượng để làm những cánh bướm và ép vào tập trông rất là đẹp.